thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử, quý khách thực hiện theo các bước sau. Bước 1, quý khách cào nhẹ lớp phủ trên tem để lấy số bảo hành. Bước 2, quý khách truy cập vào website bảo hành.anhkhuewatch.com hoặc quét mã QR code in trên tem để truy cập vào website bảo hành điện tử. Bước 3, quý khách chọn mục kích hoạt bảo hành điện tử. Bước 4, quý khách điền đầy đủ thông tin như sau: số bảo hành từ lớp phủ cào, họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email của quý khách. Để thực hiện được kích hoạt, quý khách tích vào ô "Tôi không phải người máy" và bấm nút kích hoạt. Sau khi hoàn tất các bước, quý khách sẽ nhận được tin nhắn thông báo đã kích hoạt thành công qua số điện thoại đã đăng ký. Để kiểm tra thông tin bảo hành sản phẩm, quý khách thực hiện các bước sau. Bước 1, quý khách truy cập vào website bảo hành.anhkhuewatch.com hoặc quét mã QR code in trên tem để truy cập vào website bảo hành điện tử. Bước 2, chọn mục kiểm tra bảo hành điện tử. Bước 3, nhập số bảo hành đã được gửi từ tin nhắn đến quý khách, chọn "Tôi không phải người máy" và bấm nút kiểm tra. Để kiểm tra tình trạng sửa chữa sản phẩm, quý khách thực hiện các bước sau. Bước 1, quý khách truy cập vào website bảo hành.anhkhuewatch.com hoặc quét mã QR code in trên tem để truy cập vào website bảo hành điện tử. Bước 2, chọn vào mục xem tình trạng sửa chữa. Bước 3, nhập đầy đủ các thông tin: số biên nhận bảo hành, số điện thoại đăng ký kích hoạt, chọn "Tôi không phải người máy" và bấm nút tìm kiếm để theo dõi tiến độ bảo hành. Bước 4, đối với các trường hợp phải tính phí sửa chữa khi sản phẩm đã hết hạn bảo hành hoặc ngoài chính sách bảo hành của Anhkhuewatch, quý khách bấm nút xác nhận để phòng bảo hành tiến hành sửa chữa. Để được hỗ trợ, quý khách liên hệ 1900 06 86 76 hoặc đến trực tiếp các trung tâm bảo hành của Anhkhuewatch.